là cái Essence Botanic Yohimbe và Siberian Ginseng này, đấy, thì cái sản phẩm này thì thực sự là nó là một sản phẩm mới, nhưng mà nguồn gốc của nó thì lại có những cái nguồn gốc dây mơ dễ mái với này, các cái sản phẩm cùng họ của nó thì như sau. Chúng ta nhớ là những người nào mà cùng làm từ những năm 2018 đổ về trước ấy, thì chúng ta thấy là rất là thịnh hành lúc đó trên thị trường có cái sản phẩm Pantoran mà chúng ta biết là nhung hiêu của Nga, thì ai cũng săn. Nhung hiêu của Nga ai cũng săn là nó là vì là nó tăng cường sinh lý nam giới. Và khi nó không xuất hiện nữa ở trên thị trường ấy thì nam giới của Việt Nam cũng như là các nơi là chúng ta rất là cũng buồn. Thế sau đó một thời gian đó thì lại xuất hiện từ năm 2019 nó xuất hiện cái men box. Đấy, xuất hiện trên men box thì men box này bán quá chạy luôn. Quá tốt. Thì cái men box này này nó là gồm có 3 trong 1. Đấy, nó gồm có cái sản phẩm tựa Pantoran, nó có sản phẩm tựa viên kẽm và nó có cái sản phẩm của viên Yohimbe. Đấy. Thế thì chúng ta biết là kẽm ấy, thì nó là một trong những thành phần để tạo ra tinh trùng. Đấy, thì trong cái Pantoran này thì nó có cả nhung hiêu, nó có cả huyết tương và cả huyết tương từ nhung hiêu và cả huyết thanh nữa. Thì cái trong cái Pantoran này nó cả có cả cái phần 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 nó gọi là cái phần gọi là bổ, tức là một trong những cái nguyên liệu, vì nó từ nó có nó từ những cái huyết nhung mà. Thế cho nên là cái nguyên liệu đấy để tăng cường cái khả năng sản xuất tinh trùng và chất lượng tinh trùng nó nâng cao lên. Đấy, thế thì như vậy trong cái men bắc này cũng có cộng với cái viên kẽm nữa, và đồng thời trong men bắc là nó lại có cái viên Yohimbe. Yohimbe là một cái thảo dược, nó nguồn gốc từ châu Phi, nó làm tăng cái máu xung vùng chậu, nó tăng cái khoái cảm về sinh lý. Thế vì vậy trên là cái men bắc này nó là kết hợp 3 trong 1 thì quá hay. Nhưng mà thời gian qua thì men bắc lại biến mất trên thị trường Việt Nam, thế là anh em lại bắt đầu xao xuyến. Đấy, thế thì vì thế tập đoàn bây giờ lại sản xuất ra cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này bây giờ nó đơn hơn so với lại cái men box, thì nó chỉ là một viên thôi. Thì trong một viên này nó chứa cái gì? Thì nó chứa cái tổng hợp hơn, nó chỉ thiếu có mỗi nhân sâm thôi. Thế còn sâm CBD này này thì nó có tới 200 mg. Đấy, hỗn hợp Gemolan này là chính là chiết xuất cái chất cô của huyết tương và huyết nhung. Đấy, của hươu Bắc Cực. Đấy, là 150 mg. Đấy, cái với cái hàm lượng này khá cao. Thế và nó chiết xuất cái vỏ cây Yohimbe là cái chất mà nó kích thích cái việc mà đưa máu xuống vùng chậu. Đấy, để vì nam giới mà cương cứng thì rất phải cần máu nó dồn xuống vùng chậu. Đấy. Thế và đồng thời chiết xuất cái cây lậu lô. Như vậy là trong cái thành phần của cái Botanic Yohimbe này này, đợt này á thì như vậy là nó có kết hợp và kể cả tức là ba cái thảo dược. Đấy, ba cái thảo dược và một cái từ động vật, tức là từ từ huyết tương và huyết của nhung hiêu Bắc Cực. Đấy. Người ta lấy người ta hút nó từ cái hiêu nai, mà cái sừng hiêu mà lúc thì nó còn đang mùa sinh sản, con hiêu đực nó đang lúc đấy đang mùa, nó còn đang mềm ấy. Thế là người ta chọc cái kim vào, cái xi lanh vào đấy, sau bắt đầu người ta hút lấy cái dịch đấy. Thế là người ta không có giết con hiêu đâu, cho nên là anh chị em cũng đừng có lo là người nào ăn chay thì lại sợ. Ở đây không có giết nó mà chỉ cũng không có cắt sừng, chỉ có lấy cái xa lanh ấy. Đấy, cái cơm bơm tiêm ấy, xong người ta chọc vào, xong người ta hút đi lấy một ít huyết tanh và máu thôi. Đấy, thì sau đó người ta cô đặc lại và người ta đưa vào cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này là nó là một trong những cái sản phẩm mà từ cái thời bao cấp ấy, từ ở bên Nga ấy, đồng yên bộ chính trị người ta dùng, và Việt Nam cứ dình để mua. Đấy, trước đây thì những cái này nó để ở trong cái dung dịch trong đó là gọi là cồn rượu ấy, ngâm trong rượu, nhưng mà bây giờ thì người ta đưa vào Việt Nam này. Thế thì cộng với ba cái thảo dược này là ba cái thảo dược cực kỳ bổ dưỡng. Đấy, nó chỉ còn thiếu có mỗi nhân sâm thôi. Thì ba cái cực cái bổ dưỡng này, thứ nhất là cái rễ sâm CBD, nó gọi là Eleutherocus senticosus. Thì đây là cái sâm CBD, nó là một cái loài sâm nhưng nó không phải dân sâm đâu, nó thuộc cái loài ngũ gia bì. Nhưng mà cái sâm này này là người ta phát hiện ra trong cái quá trình tìm thức ăn cho phi công vũ trụ. Cái này nó làm cho con người ta là có khả năng sức đề kháng rất cao và cái độ lì rất cao. Đấy, chúng ta biết là phi công vũ trụ quay như thế, lộn như thế mà họ đầu óc vẫn tỉnh táo. Trong đó có rất có cái tác dụng của cái sâm CBD này đấy. Thế rồi là cái chiết xuất của cái cây Maran, hay gọi là cây chính đây là cây lậu lô đấy. Đấy, gần đây trong cái sản phẩm mới này thì dịch là người ta không tra, thế người ta mới dịch cây Maran, chứ trước đây là tôi tra từ thì đó là cây lậu lô. Cái cây lậu lô này này là cái cây mà mùa
sinh sản đấy, thì cái con hươu nó toàn tìm nó ăn thôi. Đấy, nó toàn tìm cái lá này nó ăn thôi, cái ngọn nó ăn thôi. Thế cho nên là nó cũng cực kỳ bổ dưỡng. Đấy, nó làm cho tốt cho con cái con hươu hươu đực. Hươu đực thì là một con nó phải phục vụ rất là nhiều những con hươu cái. Thế cho nên là nó ăn cái này nó rất tốt. Thế còn ngoài ra nó còn có một cái thảo dược thứ ba là cái vỏ cây hombe này thì phải nhập từ châu Phi. Thì cái vỏ này á, nó có tác dụng là nó có cái chiết xuất này có tác dụng là nó đẩy cái máu về vùng trọng. Đấy, thế thì như vậy là cái thành phần của cái botanic yohimbe và siberian ginseng này thì rất là hay. Đấy. Thế thì bây giờ cái bộ nam giới nếu thế thì nó còn thiếu cái gì nữa? Đấy, thì à cái công dụng mà rồng á thì cái này cứ 1-2 viên thôi. Đấy, 1-2 viên một ngày. Thế thì bây giờ cái bộ nam giới á thì nó gồm cái gì? Thứ nhất là bộ ba thanh lọc, cái thứ hai là cái viên này và cái thứ ba chúng ta cộng thêm một viên kém nữa. Đấy, vì trong cái men bóc là không có viên kém, và cái thứ tư nữa là cộng thêm một phần của cái coren này này. Coren này thì trong này nó có nhân sâm. Thế còn lại nó gồm 8 cái sản xuất thảo mộc nữa, trong đấy cũng có lậu lô, trong đấy có linh sam. Đấy, trong đấy nó có dây cây rễ vàng rồi vân vân. Trong này cũng có sâm Sibri. Đấy, như vậy là nếu mà cộng với một cái bộ như này này thì là về sức khỏe nam giới rất là tốt. Đấy, cực kỳ tốt. Đấy, cái này thì phải hỏi anh Mai Ngọc Tung với mấy đồng chí mà có tâm sự với tôi đấy, mấy anh lớn tuổi đấy, thì khi dùng các cái sản phẩm này thấy rất là khỏe. Thế còn các cái sản phẩm nền cho nam giới thì chúng ta biết rồi, ví dụ như là canxi magie đấy, thế rồi là sin 4, bởi vì cái nội tiết tố mà của nam giới ấy, thì nó rất là cần thiết khi mà gan phải khỏe. Bởi vì là kể cả của nữ đó, phải gan khỏe, vì gan đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà chuyển hóa các cái quá trình sinh hóa để sản xuất ra nội tiết tố. Đấy, của nam giới cũng như của nữ giới. Đấy, thế thì vì thế cho nên là rất là cần sin 4. Thế còn các cái sản phẩm siêu vitamin hay là Neurovision này hay là Novomin này, thế thôi, nó tăng cường cái sức khỏe và tăng cường cái sức đề kháng, thì tôi gọi đây là sản phẩm nền. Đấy, ví dụ như canxi magie cũng là sản phẩm nền. Vì nếu anh thiếu canxi và thiếu magie thì xương anh không thể chắc khỏe được. Mà xương mà kém thì huyết kém, mà huyết kém thì sinh lý kém. Nói tóm lại thế. Đấy. Thế cho nên là cái bộ nam giới bây giờ thì đây là trên này là những cái sản phẩm cần thiết cho quá trình sinh lý. Còn đây là những cái sản phẩm nền cho sức khỏe của nam giới, thì anh em cứ biết để mà có thể chia sẻ.